coi như là để tôi biết lái xe này, để tôi biết hàn này, để làm cái phần cơ khí này. coi như là ngày nào chú làm cũng được hết, ruộng gãy làm được, mà có cái trừ ra làm ruộng á, làm Vâng, cái ruộng lúa là thì không biết, mà làm ruộng thì chưa bao giờ làm cái đấy thôi. Vâng, còn mình nghĩ là trồng làm cây đã. công nghiệp, là thử trồng cây sầu riêng vú sữa, cái đấy thì nó cũng đơn giản, chăm sóc nó thì theo kỹ thuật cái hướng dẫn rồi mình làm đơn giản như mình đấy, nó như là nghề cơ khí thôi, có kỹ thuật tí nó làm được. Thì nói chung ra thì Tiến chia sẻ cái thông tin này lên, thì nếu mà có cô nào hoặc là chị nào muốn kết nối với chú thì lúc đó Tiến sẽ cho số, hoặc là chú thích cô nào thì chú xin số cô đó để mà kết nối thì chú tìm hiểu. Rồi, thêm em mới tiếng cộng đồng mạng là tôi biết nấu nấu nướng rất là giỏi, nấu ăn được cũng rất nhiều món ngon. Và À, chú biết đi nấu sống ăn luôn. trước ở công ty sống thì hầu như là tôi toàn là tổ chức mà trực tiếp mua về làm tại chỗ công ty để anh em liên hoan, hầu như là tháng nào cũng liên hoan để sinh nhật. Kể cả cả con dê có là tổ chế biến nhà đầy đủ món ăn. Tôi hỏi là lúc trước đây là chú làm cái nghề gì? À, đây mình làm cơ khí mà, Làm cơ mình khí. làm cơ khí bằng chế tạo công cụ mà. Đó mà cơ khí là của công ty mình, công ty nhà luôn hả chú? Công ty gia đình, vâng đúng rồi, Mà mình công ty. chú bằng công ty nhà mà bao nhiêu năm qua không để chú không có dành dụm được một chút xíu là sao? Vâng, thành dù mình chú bây giờ thì để cho con cái hết rồi thì không có vấn đề gì cả. Mà thân mình thì rất dễ thôi, vì hai cháu nó đã nói trách nhiệm mới lại nuôi rồi. Nói chứ là thí dụ nói chú nghe là thí dụ mình anh chú á, thì con cái có thể lo được, mà khi mà có Vâng. thêm một người vợ nữa là con của chú chắc không thể nào lo đâu. Vâng, cái đó thì thế thì tôi yêu cầu người bạn gái nó phải có điều kiện, có cơ sở vật chất sẵn thì về mình làm chung với bạn ấy, của bạn giữ. Mình thì mình chỉ là quan điểm mà góp gạo là cùng chung và sống tình cảm, chăm sóc nhau tuổi già, chứ bạn gái không phải nuôi, chắc chắn không phải nuôi tôi, vì tôi có thể về nếu ở đấy mà có việc cơ khí có thiết việc cả, tôi có thể mà đi xin làm được. Coi như nói tóm lại là chú là thí dụ như mà chú bây giờ con hỏi chú mấy câu thì chú nói là chú chọn một người đó là phải có nhà, phải có công việc ổn định, rồi Đúng chú rồi đi ạ. về nhà bên đó sống, là tất nhiên là Vâng. sau này là con cái của chú là khỏi lo cái việc chăm sóc cho chú nữa. Cũng chăm sóc về vấn đề tình cảm thôi. Còn nó sợ ốm đau không có người bên cạnh đêm hôm rồi chứ. Chứ còn thì vấn đề mà tuổi già có bạn già sống nhau để chăm sóc nhau, cái đó là cái để quan tâm nhau. Ốm nhau lấu nhau bắt áo rồi là mua cho viên thuốc. Cái đó là cái tiết kiệm nhất của tuổi già. Và cũng nhắn tin lại là nhắn nhủ lại các bạn gái là mà chọn tôi thì không phải lo về làm nuôi tôi cũng còn khỏe, tôi có thể vẫn cống hiến được cho các bạn làm được công việc, nhưng mà việc điều kiện là bạn có sẵn việc, việc gì cũng được, tôi cũng làm được. Ý ý của chú nói là chú có thể về bên đó, chú có thể tự đi làm kiếm sống được. Và cái đó không phải lo, không phải nuôi, chắc chắn bạn gái không phải nuôi, tôi còn khỏe. Hoặc là Chú có ít việc chưa kiếm được thì con cái nó lo rồi, thiếu bất tiền hàng tháng thì các cháu vẫn chuyển cho tôi sử dụng mà, rồi để tôi chi tiêu mà, không thì tôi lo các cháu có riêng việc hết cả rồi, các cháu đầy đủ hết mà. Thì có vì cái nhà đấy thì tôi giữ cho đỡ mọi người tổn thương, thì tôi để cho cô ta ở, dù sao là cô là bà nội bà ngoại mà ai là mẹ của hai đứa con tôi, cái những cái nhà đấy cho cô ở, đấy là sự thật. Tức trước trở tòa tôi cũng nói vậy như thế, thì tôi đàn ông nó dễ, mình ở đâu cũng được, còn còn đi về quê ở các cháu, quê các cháu nhà cũng lông rộng rãi mà mình cũng thích, bây giờ mình còn khỏe, mình phải đi tìm người bạn đời của mình. Trước mắt bây giờ thì là mình tính tự do, thì bảo con gái thì cũng không có, con trai không có đỡ với đứa nào cả,
bố thích tự do còn khỏe thì cứ thuê trọ bố ở, thì các cháu đóng chiều. Cho con Bảo hỏi, trước kia là chú mới ly thân thôi, ly thân vợ thôi, rồi sau đó ly thân rồi chú có tìm một cô nào nữa không? Chưa, năm năm bảy năm vừa rồi là công việc là cứ làm tối ngủ ở xưởng thôi, thì mới nghỉ xưởng mới nghỉ năm ngoái, tháng tư năm ngoái là nghỉ giải thể, bởi vì là mấy năm sau dịch là lỗ, không phát triển không giữ được thì phải giải tán, giải tán bán hết máy móc thiết bị đi, thì bởi vì cũng giao nhà xưởng cho con gái rồi mà, thế còn bạn gái tôi bán không sản xuất được thì bán hết đi thôi. Nghỉ không làm nữa, bởi vì là nó sau hệ thống dịch thì lại tiếp tục chiến tranh, nên là không có hàng để làm xuất khẩu nên không phát triển được. Lúc trước là cái xưởng của chú là chế cái gì mà hàng gì bán? À, chưa, điện xưởng chúng tôi là làm phần cơ khí cho phụ tùng xe máy và sơn đấy, sơn tính điện đấy, và sử sơn cả cái bộ nhựa xe máy đấy, hoặc là sơn các cái phần mà chân chống các thứ của xe máy đấy. Thế mấy cái đó thì cũng còn sử dụng được, còn hình thành mà sao chú nghĩ ổn vậy? Ông cạnh tranh lắm, quan trọng nhất là làm không phải riêng xe máy mà làm nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là làm cái hàng mà để gia công xuất khẩu ấy thì hầu như là không có, còn cái phụ tùng xe máy hầu như mấy năm nay trong nước thì nó giảm lắm rồi, không như trước năm 15 đổ về trước. Thì sau năm 16, 17 cái lượng xe máy nó trong nước thì nó giảm rất là lớn. Các hãng lớn còn thu hẹp lại, cho nên cái lượng hàng trong nước lắp ráp xe của trong nước thì nó hầu như là nó giảm đi cực lớn luôn, cho nên là cái sản xuất phụ tùng cạnh tranh nhau là nhiều doanh nghiệp phải nghỉ, chứ không phải trông riêng vào đấy nhá. Trước năm 15 ấy thì là phụ tùng xe máy sản xuất bán nhiều, lắp xe Trung Quốc bán nhiều. Thì chú chỉ mới nghỉ hồi năm ngoái thôi ha, tháng tư năm ngoái, tháng tư năm ngoái, chính xác tư năm ngoái nghỉ. Rồi thôi bây giờ chú nói một lời nào đó đi, để cho mấy cô nào muốn đến làm bạn với chú thì để cho hiểu rõ hơn về chú một chút nào đó. Vâng, trước tiên cảm ơn kênh của anh Tiến và cộng đồng mạng và các bạn gái phương xa. Thế hoàn cảnh của tôi thì có cái đặc biệt nó khác, đã trình bày rất lét cụ thể rồi. Với điều kiện tôi đi tìm bạn gái nào phải có điều kiện, tức là có nhà ở, bạn gái gọi là chồng hoặc là mất, hoặc là đã ly dị rồi, con cái lớn rồi, bạn cũng có công việc để mà có thu nhập rồi, thì mình về để hợp tác với bạn để cùng phát triển. Thì có thể về là ở bạn có thể là tôi vẫn có thể đi lái xe thuê được tối thiểu nhất, còn cơ khí là tôi có thể tôi xin vào xưởng nào tôi vẫn làm được, thì tôi là tờ già bậc cao để chung sống chăm sóc nhau tuổi già, mục đích chính thế, và sống chung thủy với nhau khi mà đã bởi gái nó chọn và tôi đã tìm hiểu và đi đến về dắt tay nhau cho đến hết cuộc đời. Có lời cuối cùng vậy vâng. Thì Tiến cũng cảm ơn chú ha. Thì Tiến cũng tạm dừng cái video đây. Thì mong rằng tất cả cô chú và các anh chị em nào muốn tham gia chương trình thì đến chỗ Tiến nha. Tiến thì ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là tại ngã ba đường Chánh Thốt Nốt, là gần cầu Hoàng Lăng. Thì cô chú anh chị em cứ đến đó điện cho Tiến. Mà Tiến cũng dặn trước khi cô chú anh chị em hãy đến đây. Còn những cô chú anh chị em nào mà ở mà quá xa, cũng như là chú ở đây là chú ở tới Hà Nội, nên thông cảm quay qua cái Zalo này để bớt cái tiền chi phí đi lại. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em hãy chia sẻ video dùng cho Tiến nha. Tiến chúc tất cả cô chú anh chị em một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Nếu mà có thương Tiến cho Tiến một like, chia sẻ gì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất nha. Thôi chào khán giả đi chú. Vâng, chào anh Tiến và chào cộng đồng mạng một lần nữa, là tinh thần là sức khỏe bác gái. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Vâng, xin chào.